Sao mày dám lấy đi tiền của tao đánh cho đá hả? Rồi mà tôi chơi xong làm vợ thì ông đánh chết tôi luôn đấy. Tại sao bị cáo lại giết nạn nhân? Thưa hội đồng xét xử, tại vì bị cáo quá nóng giận vì sự ngăn cản quá đáng của nạn nhân. Ok, là có nhiêu tiền nữa à? Con không có tiền. Con lẹ. Đi học mà đâu có tiền đâu. Ê, lẹ, mày làm gì? Buông con ra ra. Con đi dần hả mày? Con đọc mày một cái mày chết dần tin không? Mày nhớ đọc tao hết. Biến. Không có sao không? Dạ em không có sao hết á. Cảm ơn anh nha. Vậy anh đi nha. Có chuyện gì không em? Em đang cần việc làm anh. Mà em nghe nói ở xưởng mình đang cần tuyển người đúng không anh? À đúng rồi, ở đây đang cần tuyển người. Nhưng mà nhìn chúng mày nhỏ nhắn yếu đuối quá. Có làm việc nặng nổi không vậy? Dạ việc gì em làm cũng được hết trơn á. Tại hồi em ở dưới quê á, em có làm trong cái xưởng rèn rồi anh. À thôi được rồi, nhìn chú mày cũng hiền lành, anh nhận chú mày vô làm kể từ ngày hôm nay. Anh hai. Ủa? Anh hai mới học về. Đi học về. anh tới đây chi vậy? Tôi tới đây á xin việc làm nè. Đây là nhà của cô à? Dạ ở đây á là nhà của anh hai em. Em ở với anh hai từ nhỏ. Hồi nãy em đi học về á gặp một người cướp xong rồi được anh này cứu em nè. À vậy đó hả? Dạ. Thôi em vô nhà đi. Đây là Mạnh. Kể từ ngày mai nó sẽ làm việc tại xưởng của nhà mình. Cảm ơn chú đã cứu em gái của tôi. Nhưng mà tôi nhắc chú một lần, lần đầu cũng như lần cuối, nên biết cái thân phận của mình là làm thuê làm mướn. Ráng mà siêng năng chăm chỉ vô, tôi thưởng thêm tiền công cho. Dạ em cảm ơn anh. Anh về nha. Dạ thưa anh em về. Những ngày làm tại Gia Phát, Mạnh cũng không ngờ mình đã yêu thương Hồng đến say đắm. Và tình yêu đầu đời của đôi trẻ cứ ngỡ sẽ là câu chuyện tình đẹp không thể chia lìa. Anh này, giữa đường giữa xá lỡ người ta thấy thì sao? Có sao đâu. Mà anh ơi, lỡ như chuyện hai đứa mình quen nhau á bị anh hai em phát hiện thì sao? Ba mẹ của em mất từ lúc em 6 tuổi. Một mình anh hai nuôi em từ nhỏ tới lớn, cho nên anh hai thương em lắm. Ừ, thì sau này á anh sẽ thay thế anh hai lo cho em, thì anh hai phải vui đúng không? Em chỉ sợ anh biết chuyện cấm đoán rồi lúc đó. Thôi em nói bậy không à. Anh sẽ gắng thuyết phục anh hai để cho hai đứa mình cưới nhau. Không có chuyện gì xảy ra đâu. Coi dọn dẹp nhà cửa. Với lại á, còn một đống chén bát ở sao hả? Hồi tối chưa có rửa. Rồi vô chồng mà rửa đi nghe chưa? Dạ, chị hai đi chợ đi, để em làm cho. Nhìn cái gì mà nhìn? Cậu coi đó, con gái con lứa lớn cỡ vậy đó mà không biết làm chuyện gì hết trơn á. Lớn nhỏ trong nhà có mình tôi lo hết trơn à. Nữa không biết làm sao mà lấy chồng được nữa. Chị nói gì vậy?
Tại Hồng á lo học chuẩn bị ôn thi, chứ Hồng biết làm biết lo chứ bộ. Cậu biết gì về nhà tôi? Cậu mới làm ở đây có mấy tháng à? Cậu biết gì? Lo mà đi làm đi. Thứ con gái cùng lứa, được anh hai cưng chiều riết quen, đâm ra hư luôn. Chuyện gì? Mới sáng sớm mà ôm sòm vậy? Đâu có gì đâu ông xã. À, em định đi chợ, định nhờ cô Hồng á coi nhà cửa giúp em á mà. Nè cậu Mạnh, à, đồ đạc trong xưởng nha, tùm lum tùm lá hết, cậu dọn dẹp cho sạch sẽ hay chưa? À, em cứ lo học và làm bài thi cho thiệt tốt, mọi chuyện trong nhà cứ để cho người khác lo. Dạ. Thôi, à, cô Hồng á học bài đi, tôi đi chợ. Việc trong nhà này á để tôi lo hết cho. Thôi học bài đi em. Dạ. Anh thấy á, chị hai đối xử quá đáng với em nhiều lần lắm. Sao em không nói với anh hai chuyện này? Thôi, anh hai của em bận trăm công ngàn việc, em không có muốn gì mấy cái chuyện nhỏ này mà làm cho anh hai của em phải phiền lòng đâu. Em chịu đựng được mà. Em chịu đựng được, còn anh á thì không. Anh không muốn chuyện này kéo dài đâu. Nhưng mà em không có muốn làm lớn chuyện. Lỡ anh hai biết được rồi tình cảm gia đình của ảnh rạn nứt, gia đình không có được hạnh phúc. Em không muốn chuyện này xảy ra đâu. Hay là em bỏ trốn cùng anh đi. Thôi không có được đâu anh. Lúc đó anh hai sẽ giết chết em. Anh không có để yên chuyện này đâu. Thôi được rồi, em về với anh hai của em đi. Anh biết anh nghèo hèn, không lo được cho em chứ gì. Anh nói vậy là em buồn lắm á. Em yêu anh đâu phải vì giàu sang tiền bạc gì đâu. Anh cũng biết điều này mà. Tại anh nóng anh nói vậy thôi. Chứ chuyện tình cảm của hai đứa mình á, từ từ tính cũng được. Giờ trước mắt á, em lo học trước đi. Dạ. Vậy anh yên tâm nha. Ừ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Ừ, cô phụ dọn cái đống này giùm tôi coi. Dạ. Em có sao không? Dạ không. Trời ơi, máu quá trời luôn nè. Sao chị không kêu tôi làm mà chị kêu Hồng làm vậy? Hồng yếu quá, làm sao nổi. Trời đất ơi, những ông chồng tôi bên nó, bây giờ cậu cũng bên nó hả? Việc lớn nhỏ trong nhà này có mình tôi lo hết trơn rồi. Có một việc chút xíu như vậy mà cũng làm không xong nữa làm sao? Chị nói gì kỳ chị Mai? Binh vực gì ở đây? Tuy tôi là người làm nhưng mà tôi coi cái nhà này nè như là nhà của mình rồi. Còn cô Hồng á, tôi coi như là em gái của mình rồi. Này cậu Mạnh, cậu nghĩ sao cậu nói câu nói đó gì cậu Mạnh? Ai coi cậu là người nhà? Cậu lăn rồi cậu Mạnh. Ở đây. Ủa, tay em bị sao vậy? Dạ, không sao đâu anh hai, tại em sơ ý, em đụng xuống thanh sắt cho nên bị chảy sơ thôi. Mày không đi làm đi, còn đứng đây làm cái gì nữa? Dạ, em biết rồi. Tại em thấy Hồng bị đứt tay á, nên em băng bó giùm Hồng. Thôi được rồi, em gái của tôi, để cho tôi lo. Cậu lo đi làm công việc đi. Dạ. Bà nữa, nó đâu có biết làm gì đâu mà sang nó làm. Ông ơi, lúc nào cũng bình.
dỗ em gái của tao. Dạ. Tao không có ngờ con người của mày như vậy. Dạ, em xin lỗi anh hai. Ai là anh hai của mày? Mày là cái thằng nghèo hèn, không xứng đáng với em gái của tao. Tụi em yêu nhau thật lòng mà anh hai. Mong anh hai... Mày im cái miệng mày lại đi. Tao đã nói với mày là không xứng đáng với em gái của tao. Anh hai, thật ra em muốn nói chuyện này cho anh biết lâu rồi. Mà em sợ anh giận tụi em. Em yêu anh Mạnh. Tình yêu này á, là không có thể nào tồn tại được. Anh nuôi em từ lúc tấm bé để bây giờ em lớn khôn. Em nói chuyện với anh như vậy hả? Còn mày, kể từ hôm nay chính thức mày bị đuổi việc. Về mà lo thu dọn đồ đạc và cút khỏi nhà của tao. Và hãy từ bỏ ý nghĩ tiếp tục quen với em gái của tao đi. Tao có chết tao cũng không chấp nhận một cái thằng khố rác áo ôm như mày mà đòi làm em rể của tao. Mà con Hồng, sau khi nó tốt nghiệp đi làm, tao sẽ kiếp cho nó tấm chồng đàng hoàng tử tế, mà chắc hẳn là sẽ hơn mày rất nhiều. Em không có cần gì hết á. Em chỉ cần anh hai chấp nhận em với anh Mạnh thôi à. Tụi em lớn rồi, tụi em biết làm như thế nào để lo cho tương lai mà anh hai. Tương lai cái gì ở đây? Em nhìn nó xem, một thằng đi làm mướn nghèo sơ nghèo xác thì tiền ở đâu mà lo cho em để mà có tương lai. Thôi đi về, đi về với anh hai. Mày nhớ mày đó, đi về, về nhà anh đó chị. Anh hai, đi anh về. Hai, còn dát cái mặt dưới đây làm gì nữa? Hôm qua là tao cố giữ được bình tĩnh, nếu không là tao chém chết mày rồi. Anh, em biết á là anh giận em với Hồng dữ lắm vì không công khai chuyện tình cảm á ngay từ lúc ban đầu. Nhưng mà em mong á anh cho hai đứa em đến với nhau. Thôi mày đừng cứ nói nữa, tao không bao giờ chấp nhận chuyện này. Mày hãy xem mà lại mày đi. Mày phải biết cái thân phận của mình nghèo hèn để mà cư xử cho phải phép. Em biết á là em không xứng với Hồng, nhưng mà em sẽ cố gắng làm kiếm thiệt là nhiều tiền rồi em mở xưởng như vậy đây nè, rồi để lo cuộc sống cho hai đứa. Thì dẹp đi, tao đã nói với mày rồi, tại sao mày không hiểu hả? Mày lo mà dọn tất cả đồ đạc của mày, cút ra khỏi nhà tao. Tao không muốn nhìn thấy mày ở đây một phút một giây nào nữa. Đi. Hồng ơi, anh nhớ em quá à. Anh hai mà biết em bỏ nhà theo anh nữa là anh giết em đó. Em đừng có lo, có anh ở đây nè, anh sẽ không có rời xa em đâu. Em tin á, chỉ cần mình yêu nhau chân thành thì anh hai sẽ hiểu và thông cảm thôi. Anh nghe nào không? Anh Mạnh hả? Em có thai rồi. Thiệt hả em? Giờ mình tính làm sao anh? Mình có thai á thì mình phải mừng chứ em. Em cứ yên tâm đi, mọi chuyện để anh tính. Anh tính sao á thì tính. Chuyện này mà anh hai với chị dâu biết được là không có xong đâu đó. Hay là em dọn đồ đi về quê với anh đi. Bỏ trốn về quê với anh. Rồi về đó ba mẹ của anh có chấp nhận em không? Em khờ quá à. Nhà anh á nghèo tiền nghèo bạc chứ tình cảm á thì không có nghèo đâu em. Còn chuyện học của em á, anh bảo luôn rồi. Năm sau khi mình sinh con á, rồi bắt đầu em lên em học lại thôi. Dạ em biết rồi. Dạ.
Anh ơi, em dọn đồ xong rồi, anh dọn đồ nhanh đi anh. Đợi anh xíu. Anh đi. Con Hồng ở đây. Ai đưa đứa đi đâu? Anh hai. Tôi tính đưa Hồng về ra mắt ba mẹ luôn. Làm á? Làm á? Tao như tao em. Hồng lớn rồi, Hồng có quyền quyết định cho cuộc đời của mình. Ông đừng có cổ hủ và cố chấp nữa có được không? Mày ngon lắm. Mày dám nói tao là cố chấp, cổ hủ. Tao là anh của nó. Vừa làm cha, làm mẹ thì tao phải có quyền chứ. Em lớn rồi, anh hai để em tự quyết định chuyện tình cảm của mình đi anh hai. Anh thất vọng về em quá. Tao đã nói với mày nhiều lần rồi. Mày là cái thằng nhà quê nghèo hèn. Bây giờ mày dụ dỗ em gái của tao cho đến có thai, tao mà cầm dao chém mày được thì tao sẽ chém gần 100.000 mảnh, cũng không hại được cơ thể của tao nữa. Đi về. Anh ơi, anh đừng đi về đi. Đi anh mà anh đi về. Dạ. Thiếu gì gái cho mày cưới làm vợ? Tại mày không biết á, chứ tao yêu Hồng nhiều lắm. Tao chỉ muốn cưới Hồng làm vợ thôi à. Nhưng mà mày suy nghĩ đi, liệu á cái ông anh trời đánh của con Hồng á có cho mày với Hồng bên nhau hay là không? Mày có giỏi á mua xăng đốt chết ông bà đi thì mọi chuyện kết thúc, mày với con Hồng có phải bên nhau hạnh phúc không? Đơn giản. Mày nói có lý á. Ê thằng khùng, tao nói giỡn nghe ha, đừng có làm thiệt chết ha. Vậy cũng kêu ra nữa. Tao về có một chuyện á. Tưởng chuyện gì? Mày về đi. Em... anh nhớ em quá à. Em ra gặp anh chút xíu được không? Không có được đâu anh. Em mà trốn đi lần nữa anh hai biết được là la em chết đó. Ra gặp anh chút xíu đi, tại ngày mai á anh về quê có công chuyện gấp rồi. Anh phải về quê hả? Vậy được rồi, anh đợi em chút xíu nha. Ừ. Xác hai vợ chồng ông Phát. Bây giờ không còn ai có thể ngăn cản hai đứa mình nữa hết. Anh Hùng hả? Anh nói gì vậy? Anh giết anh hai em với chị dâu em rồi hả? Chính xác. Anh bị điên rồi. Anh bị điên hả? Bây giờ không còn ai thế nào mà ngăn cản nữa hết á. Con em đâu rồi? Khi hành động như vậy, bị cáo có nghĩ đến hậu quả không? Thưa hội đồng xét xử, dạ có. Nếu có, tại sao vẫn làm? Thưa hội đồng xét xử, tại vì nạn nhân đã miệt sát bị cáo trước mặt người yêu của mình,
và còn chê bị cáo nghèo, không môn đăng hộ đối với gia đình nạn nhân ạ. Xin mời cô Nguyễn Thị Hồng, em gái của nạn nhân, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Cô có ý kiến gì không? Dạ thưa hội đồng xét xử, tôi ước gì đây chỉ là cơn ác mộng, và khi tỉnh dậy thì anh trai và chị dâu của tôi vẫn còn sống. Xin hội đồng xét xử hãy giảm nhẹ tội cho bị cáo, vì anh ta chỉ hành động trong cơn nóng giận. Tôi đã mất cha, mất mẹ từ nhỏ, cho nên anh trai chính là cha, là mẹ của mình. Nhưng mà tôi cũng không muốn ôm mối hận này tới suốt cuộc đời. Mời cô ngồi xuống. Mời vị đại diện viện kiểm sát đưa ra ý kiến. Thưa hội đồng xét xử, căn cứ vào cáo trạng, viện kiểm sát đề nghị khởi tố bị cáo Nguyễn Văn Mạnh theo khoảng 1 điều 93 điểm A Bộ luật hình sự năm 2015 phạm tội giết người. Mời anh ngồi xuống. Mời ý kiến của luật sư bào chữa cho bị cáo. Thưa hội đồng xét xử, tuy bị cáo gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng xét thấy phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, nguyên nhân cũng có phần có lỗi của bị hại đã đánh và mạt sát bị cáo, nên bị cáo đã tức giận dẫn đến hậu quả. Bị cáo cũng đã ăn năn hối lỗi, kính mong hội đồng xét xử giảm nhẹ mức án, tạo cơ hội cho bị cáo hoàn lương. Mời anh ngồi xuống. Trước khi vào nghị án, bị cáo được phép nói lời sau cùng. Thưa hội đồng xét xử, bị cáo yêu Hồng là thật lòng, nhưng vì sự ngăn cản của nạn nhân mà đã hành động nông nổi. Bị cáo biết hành động của mình là vi phạm pháp luật, nhưng mong hội đồng xét xử giảm nhẹ tội cho bị cáo để bị cáo làm lại cuộc đời, nuôi ba mẹ già và đang bệnh tật. Hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Nên cần loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội mới có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung. Vì các lẽ trên, hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Mạnh phạm tội giết người, áp dụng điểm A N khoảng 1 điều 93 Bộ luật hình sự, áp dụng điểm B điểm D khoảng 2 điều 143 về tội hủy hoại tài sản. Dù có tình tiết giảm nhẹ, áp dụng điểm B khoảng 1 điều 46 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo về tội giết người, áp dụng điều 53 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt của hai tội buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là tử hình. Bi kịch xuất phát từ những lời nói oan nghiệt của nạn nhân, như những nhát dao cứa sâu vào lòng tự ái của bị cáo Nguyễn Văn Mạnh. Nhưng khi ngọn lửa thù hận trong Mạnh bùng lên thì cũng là lúc anh ta phải trả giá cho những hành động nông nổi của mình, là chấp nhận bản án tử hình. Suy cho cùng, không chỉ có Hồng, Mạnh cũng là nạn nhân của một cuộc tình bị cấm đoán. Nếu như trong cơn nóng giận Mạnh đủ bình tĩnh và tỉnh táo hơn, thì có lẽ câu chuyện đã không kết thúc bằng những mạng người, bằng những nỗi đau sẽ dây dứt ám ảnh suốt cuộc đời cô gái vừa bước vào tuổi đôi mươi này.